gợi đến cho tất cả các anh em một cái sản phẩm đồng hồ tên tuổi như thế nào anh em. Đây là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ một cái đất nước và các anh em cũng không xa lạ gì. Và anh em đoán được chưa ạ? Và đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp đến từ nước Nga mang thương hiệu Senkuda. Một trong những cái nét độc đáo và cũng là một chiếc đồng hồ đẹp trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em. Một chiếc đồng hồ Senkuda chạy với bộ máy lên dây 19 chân kính. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này thì được bọc vàng ao 10. Anh em biết rồi, vàng của Nga rất là nổi tiếng và màu vàng của những chiếc đồng hồ Nga thì nó đậm hơn những cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ này đi sâu vào cái nền mặt dial của nó là một cái nền mặt vàng mỡ gà. Một trong những cái thiết kế rất là đẹp và độ mới còn hoàn hảo anh em ạ. Nó được các cọc số được sơn La Mã cổ điển. Nó có hai tông màu vàng và đen. Và nó hơn thế nữa, một cái sợi dây vàng đen cùng tông nhìn nó như là một trong những cái kiệt tác của thời gian anh em ạ. Một chiếc Senkuda phải nói là quá là hiếm và đến bây giờ kiếm được cái chiếc đồng hồ mà còn đẹp như này rất là khó anh em ạ. Những chiếc đồng hồ Nga ấy, thì nền mặt của nó được làm lại, được vẽ rất là nhiều, nhưng mà kiếm được những cái chiếc đồng hồ zin ấy rất là khó anh em nhé. Tất tổng thể zin nguyên bản anh em ạ. Và là một trong những cái chiếc đồng hồ lên dây chạy rất là chuẩn anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này, em quay từng góc cạnh và từng nét đẹp của cái chiếc đồng hồ này, nó gần như là bóng bẩy. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy, đáy thép không gỉ, còn rất là mới và sáng. Chiếc đồng hồ này mới phải tầm 97-98% anh em ạ. Anh em nào mà chưa có những cái chiếc đồng hồ Nga đẹp như thế này thì hãy mua về cho vào bộ sưu tập của mình. Nó là giá trị, và giá trị ở đây là giá trị thời gian anh em ạ. Anh em để bao lâu cũng được, chỉ cần anh em bảo quản là những cái chiếc đồng hồ này luôn luôn mới và luôn luôn đẹp anh em ạ. Nó được kết hợp với một cái sợi dây, anh em thấy đã không? Một cái sợi dây phải nói là rất là hiếm tại thị trường Việt Nam mình. Sợi dây vàng đen đeo nó rất là hợp và nó gần như là sinh ra là để dành cho nhau anh em ạ. Và anh em nào yêu thích chiếc đồng hồ này lên cho em 4, giá em giao lưu là 3.600.000 đồng.